Chiều 4 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với Công an các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố 20 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Từ đầu năm 2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trang mạng ag.bóng88.com có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi chuyên nghiệp. Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Trị và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an thống nhất phương án đấu tranh, điều động 120 cán bộ chiến sĩ cùng đồng loạt triển khai 20 tổ công tác tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Qua khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 11 ô tô, 510 triệu đồng tiền mặt, 15 máy tính các loại, 35 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội. Bước đầu xác định trang mạng ag.bóng88.com do đối tượng Trần Quang Nam, 36 tuổi, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là chủ mưu, điều hành và tiến hành cấu kết với các đối tượng để tổ chức hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay. Ước tính số điểm đánh bạc hàng tháng là 5.000 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc từ khi hoạt động cho đến thời điểm bị phát hiện đã tích lũy kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.